Lộ video MC Thanh Bạch làm đám cưới trưa nay. Thưa quý vị, trưa ngày 14 tháng 7, một tài khoản Facebook bất ngờ chia sẻ video phát trực tiếp đám cưới của MC Thanh Bạch. Theo một nguồn tin, đám cưới diễn ra tại Long Thành, Đồng Nai. Đây là nhà riêng của bà xã MC Thanh Bạch. Trong đoạn video được đăng tải, MC Thanh Bạch sống đôi cùng bà Thúy Nga, tên thường gọi là bà Thúy, cùng thực hiện các nghi thức đám cưới. Họ trao nhẫn, ôm hôn tình tứ và còn khiêu vũ cùng nhau. Mọi người xung quanh yêu cầu cặp đôi hôn môi, nhưng họ tỏ ra ngượng ngùng, chỉ hôn lên má. MC Thanh Bạch nói lời cảm ơn những bạn bè thân thiết đã đến dự lễ cưới, trong đó có nhạc sĩ Thái Hùng, danh hài Phú Quý. Nghệ sĩ Phú Quý cũng là người làm MC cho hôn lễ. Nghệ sĩ Thanh Bạch sinh năm 1959, từng trải qua cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương và có một con trai lớn. Họ đã chia tay nhau cách đây nhiều năm. Thời gian gần đây, MC Thanh Bạch bị đồn có mối quan hệ đặc biệt với bà Thúy Nga, cũng là bà chủ trung tâm ca nhạc Thúy Nga ở Mỹ. Song MC này từng giải thích họ chỉ chơi chiêu, giả như đang yêu để thu hút sự chú ý của mọi người vào một dự án từ thiện. Trước lễ cưới diễn ra trưa nay, cặp đôi từng tổ chức vài buổi tiệc long trọng, nhưng một nguồn tin cho biết đó chỉ là những đám cưới nhát. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chừng muôn ngọn nến. Lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, gió mát trăng thanh.